Mời anh em đón xem vòng chung kết của siêu cúp Bình Định nha, rất hay và hấp dẫn. Khi mà anh em xem được những cái trận đấu như thế này á, anh em có thể về ngó lại chiến binh nhà mình xem thử có con cọp nào không nha anh em. Có con cọp nào mà có thể tương lai đá xe được để anh em mình gọt nha. Những con cọp nào mà có phát đánh đẹp, phát đánh như những con cọp như thế này thì anh em để lại chơi nha anh em. Chiếc ô tô đầu tiên còn lại chia đi cùng các bạn chứng minh rồi.